Game Black Pirate nha các bạn. Rồi, thì ở clip lần này á thì mình sẽ mình sẽ tái hiện lại trận chiến giữa Katakuri và Luffy nha các bạn. Đấy, thì các bạn có thể biết là những tựa game trước như là Lockfruit nè, mình cũng đã làm rồi, và King Legacy hình như mình cũng đã làm cho bạn xem rồi đúng không? Đó là trận chiến giữa Katakuri và Luffy ấy. Đấy, hai tựa game đã làm rồi và hiện tại là trong này mình sẽ làm tiếp tục nha các bạn. Nhưng ở Black Pirate nha các bạn. Đó, để xem trong tựa game Black Pirate này có khác biệt gì hay không. Thì như bên Lockfruit á, mình nhớ là Katakuri thắng auto luôn các bạn, thắng chắc chắn luôn. Tại vì mình chỉ tính là xài chát quỷ thôi nha các bạn, mình không có xài melee hay là xì quốc hay là gì đó. Thì cái trái mochi trong Lockfruit ăn chắc luôn các bạn ơi, tại mình bê rồi, ăn chắc chắn luôn. Tại Gomu chưa được làm lại bạn, khá là cùi. Đó là vậy rồi. Thì trong kinh hình như là Gomu thắng nha các bạn, tại Gomu ghi 4 mà đấm đau hơn mochi nhiều luôn. Rồi để xem trong này á, mình xem coi mình viên bò. Đây mình viên bò nha các bạn, BB nhau giữa trái Gomu với trái Mochi nha các bạn, xem ai sẽ là người chiến thắng. Rồi trước khi giờ BB thì mình review sơ lại chiêu cho các bạn xem nha. Đầu tiên chiêu Z của Gomu á là mình sẽ gồng và thụt ra một đường, có thấy chưa, đó thụt ra. Còn chiêu Z của Mochi cũng vậy nè các bạn, đó, nhưng mà trưởng ra bàn tay lửa nổ ha. Ủa xa tới, nổ xa tới đấy. Rồi tới chiêu X của Gomu, chiêu X của Gomu thì mình sẽ đó đấm vậy nè, đó thấy chưa. Rồi X của Mochi như bắn súng, đây giờ bắn súng nha. Rồi giờ tới chiêu C, chiêu C của mình thì lăn. Còn cái chiêu của Mochi như chiêu C cũng là lăn nha các bạn, hai chiêu lăn luôn. Đấy. Rồi. Rồi tới chiêu V nè các bạn, hai chiêu máu chốt nè các bạn ơi. Hai chiêu mà làm gọi là nổi bật lên cái trái luôn mà, trái quỷ luôn ấy. Đấy các bạn nhìn cái trái là cái nhìn cái chiêu là biết trái của ai liền luôn. Đây, đầu tiên Luffy nha. Đấy Luffy. Rồi của Katakuri coi. Ai ai ai. Rồi thấy chưa? Của Katakuri thì đấm mấy cái bàn tay vậy. Ôi đấm ít vậy. Tưởng đấm lâu lắm chứ đấm nhanh vậy. Đâu đấm lại coi. Đấm đường thẳng, có đấm đường thẳng đúng rồi, có đấm thẳng qua. Đây, để mình cho bạn xem nha, mình đứng đây từ từ, mình đứng đây nhìn cho dễ. Rồi, đấm đi. Đâu, chưa hồi. Chiêu Mochi hồi hơi lâu nha các bạn. Rồi thử coi. Đâu. Đây. Đó, đây đó, cú đấm nha bạn, các bạn thấy cú đấm không? Dài nha bạn, đấm hơi dài nha. Rồi. Bây giờ thì đầu tiên là mình sẽ test thử hai cái chiêu V nha các bạn. Đó, chiêu V đấm của mình với chiêu V của Mochi, hai cái đấm vô nhau các bạn. Xem coi ai bị mất máu nhiều hơn nha các bạn. Đó, riêng về chiêu V thôi nha. Lấy họ BB nhau sao luôn. Thì BB mình nghĩ là cái chiêu C này không cần nữa ha. Bỏ chiêu C luôn, đánh bằng chiêu Z X với lại V thôi được rồi ha. Rồi, 1 nè. 1 2 3 đấm. Ui ôi 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 ôi. Ui. Ui, mình mất máu nhiều hơn nha các bạn. Ui, Mochi mạnh hơn nha các bạn. Ai da, rồi luôn. Chị hôm bữa mới nói cái Gomu này đang to gì cũng không bằng Mochi nha các bạn. Vậy không, máu con bo hiện tại là bằng mình nha các bạn. Máu con bo là 45.000 bằng mình. Mà mình hồi nãy các bạn nhìn là máu mình đỏ luôn á. Máu mình như là còn có xíu đỏ, con bo mới có hơn nửa cây à. Máu màu vàng mà. Oh no, rồi không ổn rồi bạn ơi. Mochi đấm đau hơn nhiều nha các bạn. Mochi đấm đau lắm đấy, không đùa đâu. Uầy. Rồi, bây giờ về xong rồi mình sẽ thử tới X nha các bạn. Mochi bắn như mình xong rồi mình sẽ xài chiếc X đánh vô thử xem coi như thế nào nha. Rồi giờ đợi máu hồi hơi lâu nha. Đợi máu hồi hơi lâu đó. Thôi reset đi cho chắc, reset luôn cho nhanh. Đó, reset luôn. Chứ đợi hồi lâu lắm các bạn ơi. Rồi. Đây. Qua xếp giòn đây, đứng đây luôn cũng được nè, đánh đây cũng được nè. Ồ đứng đây dính lính, không được. Quái mạnh lắm các bạn. Quái trong này bu bu tới quánh đau lắm. Đây quánh này được rồi, chạy ra đây đúng rồi, hẳn đây nè. Đó, rồi thử nha, chiêu ít nha. Ủa. Bo đâu? À đây. 1 2 3. Muốn máu ngang nhau sao á, muốn máu ngang nhau các bạn ơi. Nhìn nó mắc cười quá. Muốn máu ngang nhau nha các bạn. Rồi. Bây giờ mình sẽ BB với lại trận chiến bo đầu tiên nha các bạn. Trận đầu là mình sẽ không bật hai cây quan sát nha các bạn. Đấy, trận đầu là mình như bo sẽ không bật hai cây quan sát. Rồi nha. Đứng xa nè. 1 2 3. Hư. Túc. Ui ục vậy. Ui. À. Ui đấm đau vậy. Ui. Chiu. Ui. Chiu. Ôi trời ơi. Nửa cây hết, nửa cây hết. Hư. 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 Túc vô liền. Rồi. Chúng chưa? Nè, chạy đâu? Ai ai, một chị nhảy lên á, nhảy lên. Ui. Nhảy lên đấm xuống khó chịu nha bạn. Gomu thì không có đấm lên được. Đó, Mochi thì nhảy lên đấm xuống được nha, nhưng mà mình không có đấm lên được. Nên Mochi BB vẫn có ngon hơn nha các bạn. Có khả năng cái gì nữa, BB ngon hơn rõ ràng luôn. Còn tính nó khả năng, mình tính nó có khả năng nữa bạn ơi. Như vậy nha.
Mochi BB ngon hơn rõ ràng luôn các bạn ơi. Nhảy lên trời đấm xuống được, còn Gumu không có đấm được nha các bạn. Đấy. Rồi, trận thứ hai. Chuyển hai lại nè. Rồi trận thứ ba được bật hai cái quan sát nha. Sao nha các bạn, reset đi. Đợi hồi máu lâu lắm á. Reset đi, reset đi, reset đi. Đây, mình sẽ BB lại nha các bạn. BB lại. Ôi. Chay Mochi mạnh phết đó chứ, Katakuri vẫn còn mạnh mẽ vậy ta. Vãi thật sự, không có tin được. Đây 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 đây. Bỏ. Đây đây lại là lại là lại là 1 2 3. Hư chu. Hư. Ha. Ừ, ấy. Ừ. Ấy á. Ừ. Ừ. Lăn đâu? Lăn lăn nè. Lăn với chúng tôi. Lăn nè. Hư. Túc. Ấy à, ê. Ô da. Đau nha mày, hơi đau nha, hơi đau nha. Ôi. Ôi nhưng mà hình như mình dồn combo được các bạn. Mình giữ giữ vừa giữ ít vừa giữ V liền được luôn nha các bạn. Đấy. Các bạn có thể combo liền hai combo như nhau được luôn á. Nhưng mà mất máu combo cũng không có nhiều lắm nha các bạn. Mất máu cũng không có nhiều. Trời. Ấy ơi cái trái combo này. Oh no 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 no. Không lẽ Gomu vẫn thua Mochi ta? Trời ơi. Hình như là đó giờ review là chỉ có cái đúng cái trái Gomu thắng Mochi là trong King các bạn. Tại King là Gomu lên ghi 4 rồi. Nên khác biệt các bạn ơi, đó là vậy. Rồi. Giờ lần cuối nào bật hai cái quan sát lên nha. Vô. 1 2 3. Hư. Hư. À. À, ủa vẫn đấm sao được kìa. What the fuck. Ảo tê. Ui 4000 quách ảo dựng đấm sao được nha bạn. Mochi ảo vậy. Ồ đánh xa nó bạn, đánh xa chúng nè. Ồ ngon 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 ngon. Hư. Trời ơi lăn chậm rồi. Hư. Ồ no 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 no. Hư. Ồ đấm hụt. Ây da. Chúng nè. Chúng vô tóc tay tóc tay. Hư. Trời ơi. Ôi chúng này chúng này chúng này chúng này. Ôi vậy hụt. Ảo thế. Rồi chúng này chúng này các bạn. Hư đục. A nè. Khúc. Né đi. Ôi né chúng kìa ảo thế. Rồi win đâu, win đâu, win đâu, win đâu, win đâu. Vừa biết ngay mà. Mà chỉ cần dịch chuyển vô và đấm chúng là win nha các bạn. Vậy là nếu mà có hai cái quan sát á thì các bạn sẽ đấm hên xui nha các bạn. Hai quan sát thì các bạn nào mà có BB hay hơn á thì canh lúc mà Mochi mà đang đấm giữ giữ chiêu các bạn là mình tóc mình lộn tóc biết nhầm tính cho liên minh. Mình solo vô các bạn, solo vô và đấm siêu B liền cho mình nha. Đấy. Thì lục BB thì chắc chắn là không thể nào mà được nhảy quá cao đó bạn. Mình nãy mình cũng nhảy được có một hai lần à, đó xong mình lại rớt xuống. Đấy mọi lần sau rớt xuống, còn nếu mà BB mà nhảy cao quá thì Gomu thua chắc chắn luôn nha các bạn. Nếu mà chơi mà BB nhảy cao nữa bạn, Gomu thua 100% luôn. Tại đấm Mochi từ trên đấm xuống luôn mà các bạn. Gomu đâu có đấm xuống được đâu. Đó là vậy rồi. Thì cái đó chắc chắn là Gomu sẽ thua 100% luôn. Rồi nhớ bạn. Rồi. Thì mình nghĩ là chắc kết thúc đi tại đây nha. Thì ở clip này thì mình làm BB cho bạn thấy giữa trái Mochi và trái Gomu. Đấy thì Mochi như mythical bạn, Gomu thì legend thôi. Thì cho bạn thấy sức mạnh của hai trái đó. Thì theo mình thì Mochi vẫn ổn hơn nhớ bạn, vẫn BB ngon hơn chứ. Đam Mochi cũng to hơn nữa mà. Đấy là vậy. Còn Gomu thì đánh BB cũng mạnh nhưng mà có điều là các bạn phải cực hơn một tí, như là phải biết né chiêu hoặc là canh đối phương vừa xài chiêu bạn thì các bạn solo vô và trưởng thì may ra nhớ bạn. Đó là vậy rồi. Thì thôi nhá, mình nghĩ là kết thúc clip tại đây nha. Thì các bạn thấy hay xin một like và subscribe của mình nhé, để mình có động lực làm những clip hay hơn nữa ha. Còn giờ thì bye bye.